Hai Lúa đã quay trở lại rồi đây. Trong video clip này, Hai Lúa muốn dành ít thời gian để mà chia sẻ cho các bạn về việc vì sao mà chúng ta sử dụng các cái công cụ phân tích, các cái model, các cái diagram, và cũng như khi mà các bạn mô tả thông tin, mô tả tài liệu, các bạn cảm thấy khó, các bạn cảm thấy rối rắm và cũng như các bạn không biết dùng tool như thế nào cho dễ. Thì trong video clip này, mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân của mình đối với cái vấn đề về sử dụng tool, về mặt sử dụng các cái techniques, và hy vọng sẽ giúp được cho các bạn mới, và cũng như là nếu như các bạn đã làm BA vài năm mà các bạn có gặp những cái trục trặc thì cũng hy vọng là video clip này sẽ giúp đỡ cho các bạn. Thì tại sao chúng ta gặp phải những cái khó khăn, tại sao chúng ta gặp phải những cái vấn đề rối rắm này? Trước tiên, các bạn dùng theo kiểu là nghề truyền nghề, người truyền người. Các bạn không biết công cụ đó nó sẽ ý nghĩa như thế nào, ra sao. Hoặc là có một vấn đề mà mình đã nói rất là nhiều ở các video, đó là vấn đề dịch nghĩa và định nghĩa. Các bạn thường sẽ mặc định là những cái dịch nghĩa từ trong từ điển ra, hoặc là từ Google Translate mà các bạn đi ra, và các bạn mặc nhiên nó là định nghĩa của cái tool nó luôn. Điều này dẫn tới là các bạn không hiểu rõ là cái tool nó để làm cái gì, nó phục vụ cho các mục đích nào, và cũng như là các cái tình huống nào nó sẽ sử dụng. Tại vì nếu như các bạn tìm hiểu sâu về định nghĩa, tìm hiểu sâu về tình huống sử dụng, tìm hiểu sâu về các cái nội dung đó, thì các bạn sẽ rất là dễ dàng sử dụng các cái tool đó. Thì cái vấn đề đầu tiên muốn nhấn mạnh là các bạn làm bất kỳ một cái chuyện gì, các bạn cũng phải tìm hiểu định nghĩa, cái ý nghĩa của cái công cụ, của cái mô tả, của cái model đó. Tiếp theo là không biết dùng công cụ nào cho tình huống gì, thì nó có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất nó xuất phát từ cái vấn đề đầu tiên, đó là các bạn không hiểu công cụ nó làm cái gì. Cái vấn đề thứ hai, trong thực tế làm việc, đúng là các công ty người ta nhiều khi người ta dùng theo thói quen, dùng theo bản năng, và các bạn chỉ biết là cái tool nó dùng như vậy thôi, hoặc là gặp cái trường hợp lạ, hoặc là các bạn không có bất kỳ một cái tình huống nào một cách cụ thể, thì các bạn rối quá, chúng ta không biết dùng một cái tool gì. Vấn đề thứ ba đó là không phân biệt được các dạng công cụ. Chúng ta sẽ có các công cụ mô tả business, các dạng công cụ mô tả system, và không trình bày được công cụ. Không trình bày được công cụ là chúng ta hiểu vấn đề, chúng ta hiểu công cụ đó, nhưng giờ vẽ vời ra sao, viết ra sao, mô tả ra sao. Rồi thì bây giờ chúng ta có các vấn đề như vậy, thì cái nguyên nhân gây ra những vấn đề đó là như thế nào? Đầu tiên đó là các bạn chưa phân biệt được business và system. Mọi người làm việc á, mọi người thường sẽ rất là coi trọng cái phần system, tức là mọi người nhào vào làm cái sản phẩm đầu ra liền, nhào vào thiết kế hệ thống liền. No. Vấn đề đầu tiên là các bạn phải xác định rõ cái business, cái nghiệp vụ, cái yêu cầu, cái mong muốn cái đã. Và nói về business, nói về yêu cầu, nói về nghiệp vụ thì chắc chắn các bạn sẽ phải quên đi cái system. Các bạn sẽ phải không có để ý gì tới cái sản phẩm đầu ra cả. Các bạn phân tích cái mong muốn, cái nhu cầu thôi. Rồi thì các bạn sẽ thấy là cái việc phân biệt business và system này nó là cái căn bản, cái căn cơ của tất cả các bạn làm IT BA. Đối với các hình thức BA khác thì có thể sẽ không có phát sinh cái vấn đề này. Ví dụ như là các bạn BA về consulting, các bạn BA về product thì các bạn có thể không để ý cái vấn đề business và system này. Nhưng đối với các bạn làm IT BA, đặc biệt là các bạn nằm trong cái lĩnh vực gia công phần mềm, build phần mềm, gia công phần mềm, thì các bạn sẽ phải phân biệt rất kỹ. Nguyên nhân thứ hai, các bạn hiểu nhầm cái việc mà các bạn thực hành nhiều, thực chiến nhiều thì các bạn là người giỏi, các bạn tự làm hay, các bạn là middle, các bạn là senior. Không có đâu các bạn. Các bạn làm nhiều nhưng các bạn làm nhiều theo kiểu sai, thì sai một ly nó đi một dặm, nó kéo dài cái sự nghiệp của các bạn. Hiểu sai, làm sai nó thành một cái tật, một cái thói quen không tốt. Ngoài ra, đối với các bạn làm sai nhiều, các bạn làm có thể các bạn vẫn hoàn thành công việc đó, nhưng mà các bạn muốn đi xa, muốn phát triển, muốn tăng thêm một bậc, các bạn phải lại quay về lý thuyết, học kỹ lại thì các bạn mới đi được. Cho nên là ở đây mình thấy có rất là nhiều kiểu học BA theo dạng thực chiến, theo dạng là thực hành nhiều, làm nhiều, cho ra. Mình không phủ nhận những chuyện đó, tại vì bản thân mình ngày xưa cũng từng có một cái quan điểm như vậy. Mình rất coi thường lý thuyết, mà mình rất coi thường cái việc mà cứ chăm chăm lý thuyết, phải đúng kiểu lý thuyết, miễn làm ra việc thì thôi. Không, sau một thời gian làm việc, sau một thời gian học tập nữa, mình thấy rất rõ một cái vấn đề là muốn đi nhanh thì chúng ta cứ thực hành nhiều, cứ làm quen, làm nhiều, làm tốt. Còn muốn đi xa, muốn phát triển mình lên một bậc cao hơn, muốn trở thành một chuyên gia, muốn trở thành một người giỏi, thì các bạn phải quay về lý thuyết, hiểu rõ bản chất, hiểu rõ cốt lõi. Rồi lúc đó cái cách mà chúng ta sử dụng công cụ, cách mà chúng ta linh hoạt, nó sẽ rất là tùy cơ ứng biến. Thì nguyên nhân thứ ba thì nó sẽ liên quan tới nguyên nhân thứ hai, nhưng mà nó nói là chúng ta không được xem thường lý thuyết, học cho kỹ lý thuyết, nó buồn ngủ thiệt đó, nhưng hãy cố học. Nguyên nhân thứ tư, một cái bệnh mình gặp phải rất là nhiều trường hợp, cho dù là BA mới hay BA lâu năm gì cũng gặp phải, đó là các bạn giải quyết vấn đề, các bạn giải quyết mọi vấn đề bằng phương pháp phức tạp hóa vấn đề. Mình không hiểu là tại sao chúng ta lại phải phức tạp hóa vấn đề. Chúng ta gom góp quá nhiều thứ, chúng ta suy nghĩ gì đó rất là ghê gớm. Các
các bạn nên hiểu là đã gọi là giải quyết thì chúng ta phải làm cho nó tinh gọn, nó đơn giản, chứ không phải là chúng ta cứ quay cuồng vào cái chuyện là suy nghĩ phức tạp. Chúng ta cứ nghĩ những cái, các bạn đừng nghĩ là những người làm lâu năm, những người làm trên cao siêu người ta sẽ có những cái suy nghĩ phức tạp, những suy nghĩ cao siêu hay những cái công cụ ghê gớm, không có đâu các bạn. Càng lên cao nó càng đơn giản, càng lên cao càng sử dụng những công cụ đơn giản cho phân tích, càng lên cao nó càng sử dụng những cái cách tư duy cực kỳ đơn giản, càng phân rã, càng chi tiết nhỏ ra để mà đi vào sâu, đi vào cái cốt lõi của vấn đề. Các bạn phải luyện tập cái thói quen suy nghĩ đơn giản ngay từ những ngày đầu, bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy, không riêng gì BA đâu, chúng ta đều phải suy nghĩ đơn giản cả. Rồi, nguyên nhân thứ năm thì thật ra không dám chắc lắm, trong quá trình học phổ thông hiện tại các bạn thấy là chúng ta làm trắc nghiệm quá là nhiều. Thì trắc nghiệm thì chúng ta dẫn tới một cái vấn đề là chúng ta quan tâm nhiều về kết quả, chứ chúng ta không quan tâm nhiều về cách tư duy, chúng ta không quan tâm nhiều về cách lập luận, trình tự mà chúng ta phát triển. Thì điều này dẫn tới là thật sự BA ở các cái thế hệ mới hiện nay, đặc biệt là các thế hệ mà theo cái hệ thi trắc nghiệm, cái này là một cái đánh giá chủ quan cá nhân của mình thôi, nhưng mà nó đang ảnh hưởng khá nhiều về cái kỹ năng tư duy của các bạn. Các bạn cần phải có sự rèn luyện hơn về khả năng tư duy, khả năng lập luận, khả năng suy luận của mình. Tại vì đi làm chúng ta không có trắc nghiệm, chúng ta không phải là đi thi, mà chúng ta đòi hỏi cái sự tư duy, suy luận, trình tự từng step cũng khá là nhiều. Rồi bây giờ mình đã nói sơ những cái vấn đề gặp phải thì chúng ta phải giải quyết như thế nào đây? Yếu tố thành công của một bạn làm trong cái môi trường ITBA, là mình bỏ qua các cái vấn đề liên quan tới trải nghiệm này kia, những cái đó thì nó không thuộc về cái scope của video clip này. Chúng ta sẽ focus nhiều vào việc là tool, và việc sử dụng techniques, và việc mô tả tài liệu v.v. Thì cái vấn đề đầu tiên, vui lòng học vị kỹ lý thuyết giùm mình. Nguyên lý, ý nghĩa của từng công cụ. Mình thấy bản thân bây giờ các bạn rất là nôn nóng, các bạn muốn phát triển nhanh, các bạn muốn thăng tiến nhanh. Nhưng không các bạn, các bạn muốn đi xa, các bạn muốn thăng chức tăng lương, các bạn muốn trở thành chuyên gia, các bạn không bao giờ được bỏ qua lý thuyết. Người ta rất là cứng lý thuyết mà chúng ta áp dụng những cái lý thuyết đó rất là linh hoạt. Các bạn muốn đi nhanh, muốn mì ăn liền, mình không cấm cản. Cái đó thì tùy cái lựa chọn của mỗi người. Vô chiêu thắng hữu chiêu, con người là sống, công cụ là chết. Chúng ta có thể sử dụng linh hoạt công cụ, nhưng phải đáp ứng được cái yêu cầu số 3. Đó là không cần biết các bạn dùng tool gì, quan trọng là các bạn biết là mình đang mô tả cái gì, mô tả business hay mô tả system. Nắm rõ các giai đoạn phân tích, suy nghĩ đơn giản, làm gì cũng có trình tự tổng quan tới chi tiết. Cái này mình rút từ kinh nghiệm từ các bạn trẻ khi mà mình làm quản lý, khi mà các bạn nhân viên của mình trình bày cho mình á. Mình để ý là các bạn khi trình bày các bạn cứ nhào vô các bạn trình bày chi tiết không à. Mình không nhìn được cái tổng quan là các bạn muốn trình bày điều gì. Tổng quan cái vấn đề mà các bạn muốn trình bày nó như thế nào. Khi mà các bạn trình bày, các bạn luôn phải cho người ta biết, ví dụ vấn đề này nó có các cái yếu tố chính yếu nhất 1, 2, 3, 4 gì đó. Rồi, tương ứng, yếu tố thứ nhất nó chi tiết như thế nào, yếu tố thứ hai nó chi tiết như thế nào, yếu tố thứ ba nó chi tiết như thế nào, vân vân và vân vân. Các bạn làm như vậy, người ta có một cái hình dung rõ ràng, có một cái trình tự được hình thành trong bên trong người nghe. Như vậy người ta sẽ tiếp thu nhanh và dễ hiểu, người ta sẽ tập trung vào cái bài trình bày của bạn hơn. Bất kỳ ở nào cũng vậy, các bạn cùng phải có trình tự từ tổng quan tới chi tiết, lập luận rõ ràng và chặt chẽ. Đối với các bạn làm ITBA, mình cũng nhắc lại chúng ta sẽ có 3 giai đoạn phân tích chính yếu nhất. Đó là giai đoạn Business Analysis, giai đoạn Logic Analysis và giai đoạn System Analysis. Cái series về làm ITBA của mình, các bạn sẽ thấy là các cái bài viết mình luôn theo giai đoạn này. Giai đoạn đầu Business Analysis, tập trung vào phân tích nhu cầu, phân tích yêu cầu của người ta thôi. Làm rõ yêu cầu, làm rõ mong muốn, làm rõ quy trình. Thì khi đó các bạn mới có thể làm tốt những cái phần sau được. Đừng bao giờ xem thường hai bước đầu tiên. Hai bước đầu tiên cực kỳ quan trọng, mà nó chiếm từ 70-80% thời lượng phân tích của các bạn. Các bạn đừng nghĩ là tập trung nhiều vào system là giỏi, không có. Các bạn không phân tích được business, các bạn không thể nào mô tả được system. Mà không phân tích được business thì các bạn sẽ không biết dùng công cụ thế nào, mô tả tài liệu ra sao cho nó trình tự rõ ràng. Các bạn không nắm rõ các giai đoạn này, các bạn sẽ rất là khó trong quá trình các bạn sử dụng công cụ. Rồi, khi các bạn sử dụng công cụ thì mô tả làm sao cho dễ. Tất nhiên trước khi các bạn sử dụng công cụ thì các bạn phải biết công cụ đó nói về cái gì, mô tả điều gì, ký hiệu như thế nào ra sao. Rồi cái đó mình không nói nhiều ở đây, là vì các bạn phải tự học, các bạn phải tự nghiên cứu, các bạn phải tự tìm hiểu về cái công cụ. Rồi khi mà các bạn bắt tay vào làm thì bước 1 các bạn đừng bao giờ vẽ liền hết á. Các bạn hãy mô tả bằng lời trước, mô tả diagram. Diagram nó giống như một câu chuyện tranh, các bạn hãy kể chuyện nó ra. Bước 2, đọc lại mô tả bằng lời, sàng lọc những chi tiết thừa sao cho không ảnh hưởng tới nội dung chính. Sau đó các bạn hãy điều chỉnh thêm bớt một cách phù hợp sao cho nó hợp lý, logic cái câu chuyện đó. Bước 3, chuyển thể lên sơ đồ. Bước 4, đọc lại sơ đồ đã vẽ nó như thế nào ra sao. Nhưng mà nói đây là một câu chuyện,
thì câu chuyện nó sẽ có bắt đầu và kết thúc, và nó sẽ có những tình tiết chính. Thì như mình đã nói là chúng ta luôn phải làm việc một cách từ tổng quan tới chi tiết. Khi các bạn mô tả bằng lời, câu chuyện sẽ bắt đầu và kết thúc như thế nào, có bao nhiêu tình tiết chính, thường tình tiết chính nó có từ 3, 4, 5 cái thôi, nó không có nhiều đâu. Thì từ các tình tiết chính đó, chúng ta mới mô tả chi tiết vào những cái tình tiết cụ thể cho từng tình tiết chính đó. Khi làm như vậy, các bạn mô tả lên diagram, nó sẽ cụ thể rõ ràng từng step, từng step, từng giai đoạn. Nó không có xảy ra những khái niệm diagram mà múa may quay cuồng ha, chồng chéo lên nhau, giao thoa các kiểu. Chúng ta luôn phải làm sao cho nó có trình tự. Những cái này thì các bạn có thể tham khảo trong cái series về làm ITBA. Mình cũng đã có nói qua những cái vấn đề này và cũng có thị phạm cho các bạn ở các cái bài liên quan tới business process, các bạn có thể tham khảo. Và những cái nguyên tắc này nó áp dụng cho tất cả các diagram, chứ không có riêng gì cái việc các bạn vẽ business process đâu. Có một cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn mới sẽ hỏi là chúng ta vẽ bao nhiêu là đủ, thể hiện bao nhiêu là đủ. Cái việc đầu tiên là, thứ nhất, các bạn phải thể hiện được là khi mà nhìn vào người xem á, các bạn sẽ thấy được từ tổng quan tới chi tiết cái vấn đề mà người ta trình bày. Cái vấn đề thứ hai, các bạn sẽ phải mô tả làm sao để mà khi mà người xem, người ta nhìn vào, người ta hiểu được từ 80-90% cái ý nghĩa, cái nội dung mà bạn muốn truyền đạt. Và khi mà các bạn có muốn sàng lọc, có lược bỏ thì các bạn cũng chỉ bỏ những chi tiết mà không làm ảnh hưởng tới nội dung thôi. Thì các bạn thấy là cái việc mà bao nhiêu là đủ á, thì nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào các yếu tố khác, chứ không phải là chỉ ba cái nguyên tắc này. Tại vì cái việc mà đủ hay không thì nó cũng liên quan tới ba cái nội dung mà mình nói ở cái slide này. Cái thứ nhất đó là các bạn hãy vẽ, cứ vẽ lên đi, rồi chúng ta sàng lọc. Như vậy sẽ dễ hơn, chứ các bạn cứ ngồi không, các bạn nghĩ vậy đủ chưa ta, làm về ok chưa ta, thì mất thời gian mà chúng ta sẽ làm trễ nải cái công việc của chúng ta rất nhiều. Và cũng như các bạn không vẽ ra thì các bạn cũng không hình dung được nó sẽ như thế nào. Cái tiếp theo, diagram luôn đi kèm với mô tả, cho nên diagram nó, ý nghĩa của nó là cho chúng ta một cái sự tóm tắt về các cái nội dung, về các cái quy trình, về các cái mô tả mà chúng ta cần đưa ra. Chúng ta đừng mang cả thế giới vào diagram, đừng mang quá nhiều vào rồi hỏi là mang bao nhiêu cho đủ. Bên cạnh cái chuyện những cái yếu tố mà mình đã trình bày thì thực tế làm cái gì, nghề nào cũng vậy thôi, nó cũng đòi hỏi cái việc mà các bạn tích lũy kinh nghiệm qua công việc thực tế, chứ không phải là chúng ta một phát chúng ta có ngay. Mọi thứ nó luôn phải có thời gian để các bạn tích lũy và các bạn tạo dựng nên cái trực giác nghề nghiệp của bản thân. Các bạn làm nhiều năm, các bạn vẽ một cách cụ thể rõ ràng, nói chung là ăn hành nhiều, sai nhiều thì các bạn sẽ biết làm thế nào là đúng. Các bạn làm rối rắm nhiều thì các bạn sẽ biết làm thế nào để cho nó tinh gọn, nó rõ ràng. Cái gì nó cũng cần thời gian, chứ không phải là các bạn muốn một phát ăn ngay đâu. Rồi, nội dung cuối cùng mình muốn trình bày cho các bạn đó là các bạn làm sao để các bạn trình bày tài liệu. Khi các bạn làm BA á, mình thấy các bạn khá là sợ sệt. Mình cảm giác các bạn xem tài liệu là một cái gì đó rất là ghê gớm. Tài liệu thật sự chỉ là một nơi các bạn tổng hợp lại các thông tin. Và tài liệu nó muốn làm tốt thì các bạn phải đi từ tổng quan tới chi tiết. Đi từ business và system, mô tả business trước rồi mô tả system sau. Mô tả business chúng ta có BRD, có SRS. Nhưng mà đôi khi chúng ta có thể giao thoa giữa hai cái này, có rất nhiều nơi vì tiết kiệm thời gian người ta giao thoa giữa BRD và SRS vào một tài liệu luôn. Nhưng mà dù là tách bạch hay dù là giao thoa đi chăng nữa thì chúng ta luôn phải tách bạch giữa phần phân tích business và phân tích system. Chúng ta luôn phải đảm bảo phân tích business và logic một cách cụ thể rõ ràng, rồi chúng ta mới mô tả system. Và mô tả business nó cũng có sự tổng quan, mô tả system nó cũng có sự tổng quan của nó, chứ không phải là cái gì các bạn cũng bay vào chi tiết. Và cũng như là các bạn mô tả tài liệu thì tất cả mọi thứ nó đều phải có tổng quan và chi tiết. Một cái tài liệu nó bao gồm là giới thiệu chung, mô tả yêu cầu tổng quan, mô tả yêu cầu nghiệp vụ, mô tả yêu cầu hệ thống, mô tả yêu cầu phi chức năng và các thông tin nội dung khác nếu cần. Các bạn cần gì thì các bạn biết cái đấy. Và các bạn thấy cái trình tự của mình hướng dẫn các bạn nó chỉ là tổng quan tới chi tiết, lúc nào cũng vậy hết á. Cái việc mà hình thành những cái thói quen nghe tưởng chừng thì đơn giản, nhưng áp dụng vào và hình thành được cái skill đó thực sự đòi hỏi các bạn cũng cần thời gian, các bạn luyện tập, các bạn trau dồi thực tế. Hy vọng qua video này sẽ giúp được cho các bạn là làm sao để chúng ta có thể hiểu được công cụ, làm sao để mà chúng ta có thể áp dụng được công cụ, làm sao để mà chúng ta có thể trình bày được công cụ. Hy vọng là các bạn sẽ tập trung vào việc học lý thuyết, học định nghĩa công cụ, hình thành các thói quen trình bày từ tổng quan tới chi tiết, phân biệt rõ business và system. Và cũng như là nên hiểu làm tài liệu cũng không phải là cái gì cái gớm, nó tài liệu nó cũng giống như một cuốn nhật ký cho chúng ta mà thôi. Hy vọng là các bạn có thể áp dụng thành công khi mà các bạn làm cái công việc ITBA. Hai lúa cho các bạn.